Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, thờ thần tài là một tín ngưỡng trong dân gian với niềm tin sẽ mang lại tiền bạc tài lộc của cải cho gia chủ. Là nơi mà gia chủ cầu phù độ trợ cho các thần linh. Ban thờ thần tài ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình, cửa hàng và công ty. Quanh bàn thờ thần tài cũng có khá nhiều chi tiết khá thú vị khi được xét dưới góc độ phong thủy. Vậy, bài trí ban thờ thần tài ra sao để có thể đón được thần tài về nhà? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Kính mời quý cô chú, quý anh chị cùng theo dõi. Đặt thứ này lên bàn thờ để tiền bạc ùn kéo đến. Đặt 5 củ tỏi lên bàn thờ, điều giữ hóa lành, tiền bạc đầy ắp. Ngoài bàn thờ gia tiên, ông táo, nhiều gia đình buôn bán, kinh doanh, còn có cả bàn thờ thần tài, ông địa, tức là vị thần, đem lại tiền tài, giàu có cho gia chủ. Bàn thờ thần tài, ông địa thường ở một góc nhà dưới đất, trước cửa ra vào để nghênh tiếp tài lộc, chứ không phải là ở nơi sạch đẹp trang trọng như bàn thờ tổ tiên hay là bàn thờ thổ công. Bàn thờ thần tài, ông địa là một chiếc khám nhỏ sơn son thép vàng hoặc là chiếc thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh. Phía trong khám dán bài vị của thần tài, ông địa được viết trên giấy đỏ, mực viết bằng kim nhũ. Trong đó, ngoài những thứ bắt buộc phải có trên bàn thờ, từ xưa nhiều gia đình còn đặt thêm một ít tỏi lên với ý nghĩa gọi may mắn vào nhà. Vì sao bàn thờ thần tài, thổ địa lại hay bày tỏi? Nhiều gia đình tuy đã lập bàn thờ thần tài từ lâu nhưng lại không hề biết đến việc đặt tỏi trên bàn thờ. Theo ông bà ta, khi cúng tốt nhất là gia chủ nên kèm theo một đĩa tỏi gồm 5 củ tỏi tươi nguyên, đẹp mắt hoặc thậm chí cho cả bó tỏi cũng được. Phong thủy cho rằng nên bày tỏi để có hai vị thần dễ dàng bài trừ các đạo trích vong binh ám muội, giúp đường tài vận của gia đình được hanh thông, gia đạo bình an hơn. Thêm nữa, các bạn cũng nên đặt thêm một ông cóc thiềm thừ ở bên trái quay mặt cóc vào bàn thờ để tiền bạc và phúc khí không bị trôi ra ngoài. Những lưu ý tránh mất lộc khi thờ thần tài. Nhớ rửa thần tài bằng nước lá bưởi cho sạch trước khi đặt lên bàn thờ. Lau bàn thờ bằng nước hoa bưởi vào ngày 10 tháng Giêng, ngày 14 âm lịch và ngày cuối tháng. Khăn tắm cho thần tài và khăn lau bàn thờ phải sạch sẽ và không được sử dụng vào việc khác. Giữ thần tài sạch sẽ bằng cách lau rửa thường xuyên, không gian trước mặt bàn thờ phải đảm bảo sạch sẽ, quang đãng, tránh vết nhơ bẩn. Phía sau lưng bàn thờ thần tài phải là vách tường chắc chắn và kín để hội tụ được tài vận. Nên lựa chọn hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền để cúng thần tài. Còn trái cây nên chọn ngũ quả. Khi cúng thần tài thì nên lưu ý dùng nước sạch và đảm bảo chén luôn được sạch sẽ. Cần lưu ý xếp 5 chén nước thành hình chữ thập tượng trưng cho ngũ phương và ngũ hành phát triển. Phía trên bàn thờ thần tài thì có thể đặt tượng Phật Di Lặc để giúp quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái. Khi mới lập bàn thờ thần tài thì nên thắp nhang liên tục trong vòng 100 ngày để bàn thờ tụ khí. Trong vòng 100 ngày đó thì mỗi sáng chỉ cần thay nước và thắp một nén nhang. Những khi muốn cầu xin điều gì thì thắp 3 nén nhang theo hàng ngang. Những ngày rằm, ngày 1, ngày lễ Tết thắp 5 nén nhang theo hình chữ thập. Một năm chỉ đến 23 ngày tháng chạp mới rút chân nhang và đem hóa cùng với tiền giấy. Khi hóa xong thì nên đổ một chút rượu vào đám cho. Nên chọn loại nhang giữ được tàn để có bát nhang đẹp và tụ khí tốt nếu đốt nhang cho thần tài vào buổi sáng sớm trước khi mở hàng vào buổi tối. Không nên đặt bàn thờ thần tài phía dưới hoặc là đối diện gương, đèn, nhà vệ sinh, chậu rửa tay hoặc nơi có quá nhiều ánh sáng. Không nên đặt bàn thờ thần tài phía dưới hoặc là bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Lộc cúng chỉ cho người trong nhà mà không được mang cho người ngoài. Khi thờ cúng thì nên dùng nến hoặc là đèn dầu, không nên dùng đèn nhấp nháy vào bóng điện vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Bộ đồ sứ thờ thần tài không được xung khắc với bản mệnh của gia chủ. Ở bàn thờ thần tài thì nên đặt thêm tượng ông cóc để rước lộc vào nhà. Với khu vực trước tủ thờ nên đặt một tô sứ đẹp lòng nông, đổ đầy nước và rải hoa lên trên. Trong ngôi nhà thì bàn thờ bao giờ cũng phải được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những điều kiêng kỵ khi bày trí bàn thờ. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu xem đó là gì nhé. Những kiêng kỵ khi bày trí bàn thờ. Thông thường thì trước khi lập bàn thờ thần tài, gia chủ thường quan tâm đến vị trí bàn thờ hợp hướng, hợp phong thủy hay là thủ tục khi lập bàn thờ thần tài
hoặc bài cúng, các vật dụng cần có, không phải ai cũng làm đúng. Dưới đây là những điều cần lưu ý. Không cắm hương chồng chéo nhau. Theo phong thủy thì mỗi bát hương đều có cốt là gói thất bảo để tài lộc không bị hao hụt. Nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay là chọc vào gói thất bảo sẽ khiến cho thần tài ông địa không có linh khí. Không chỉ không hút tài lộc, sai lầm này còn khiến cho gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời. Đặt bàn thờ thần tài sai cách. Không nên đặt gần nhà vệ sinh, trước gương hoặc là nhà bếp hay là bị góc cạnh của các vật dụng khác đâm vào. Màu bàn thờ xung khắc mệnh của gia chủ. Không chỉ là vấn đề tâm linh, việc đặt bàn thờ còn liên quan trực tiếp tới vận mệnh phong thủy. Khi chọn bàn thờ, bạn cũng nên chọn màu sắc làm lợi cho mệnh của mình, tránh xung khắc gây hao tài. Vị trí đặt bàn thờ trong nhà. Không giống như bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của thần tài phải được đặt ở dưới đất, ở một góc nhà. Nơi tốt nhất trong nhà nên đặt bàn thờ thần tài chính là vị trí hợp với mệnh của gia chủ, hoặc theo dòng khí hướng vào nhà. Hai địa điểm có thể lựa chọn để bàn thờ là các cung thiên lộc và quý nhân, nó sẽ hỗ trợ gia đình làm ăn phát tài. Rất nhiều gia đình tại Việt Nam đang dần có tục thờ thần tài. Cho dù không có đạo, việc thờ thần tài khiến cho công việc gặp nhiều may mắn, tiền tài cực phát. Song mấy ai biết thờ thần tài cần phải nhớ kỹ 6 điều dưới đây thì công danh sự nghiệp mới có thể phát lên được. Lỗi do chọn hoa quả cúng thần tài. Để tiện trong việc thắp hương, nhiều nhà chọn bày hoa và quả giả song song với hoa quả thật trên bàn thờ. Cốt là để hoa quả giả bày quanh năm, tuy nhiên thì theo các chuyên gia phong thủy, việc này hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo không ăn được. Nên cúng thần tài bằng quả tươi và ngon. Khi đã thắp hương và hoa quả xong thì nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo. Sử dụng đèn nhấp nháy. Không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài vì chúng tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Nên sử dụng đèn dầu hoặc là nến để thắp ở bàn thờ thần tài là tốt nhất. Để đèn thờ bị tắt. Ngọn đèn thờ trên bàn thờ được ví như là một ngọn hải đang dẫn lối các vị thần giáng trần. Vì vậy trong quá trình thắp hương không được để đèn thờ bị tắt hay là quên không thắp đèn thờ. Đặt bàn thờ theo thuật phong thủy. Việc bố trí đặt hướng bàn thờ cần căn cứ vào mệnh của gia chủ. Người mệnh đông tứ trạch thì bàn thờ hướng vào một trong bốn hướng khảm bắc, tốn, đông nam, chấn, đông, ly, nam. Người mệnh tây tứ trạch thì bàn thờ hướng vào một trong bốn hướng đoài, tây, càn, tây bắc, cấn, đông bắc, khôn, tây nam. Đặt bàn thờ theo thuật phong thủy. Phong thủy bàn thờ thần tài vô cùng quan trọng, do vậy mà các gia chủ cần phải thận trọng vị trí cũng như là cách bày đặt và hướng khi lập bàn thờ thần tài ông địa. Bởi thần tài sẽ có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, làm ăn kinh doanh, buôn bán được thuận lợi. Thần tài chính là người trông coi vàng, bạc, tiền tài cho gia chủ. Hy vọng rằng những chia sẻ của phong thủy sẽ đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Quý vị muốn theo dõi thêm những kiến thức về tử vi phong thủy, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Bên cạnh đó thì nếu có câu hỏi hay là thắc mắc gì về vấn đề phong thủy, quý cô chú, anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn, sẽ hội tụ đầy đủ những chuyên gia phong thủy tử vi hàng đầu Việt Nam, sẽ tư vấn hỗ trợ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.